Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Ngọc Nguyễn TV. Hôm nay cô sẽ hướng dẫn các bạn tiếp tục vẽ cái series hình ảnh các nhân vật truyện tranh trong bộ truyện tranh Conan. Hôm nay chúng ta sẽ vẽ nhân vật Ran Mori nhé. Bây giờ các bạn sẽ làm theo cô nào. Đầu tiên cũng như là vẽ tất cả các hình người khác thì chúng ta cũng dựng cái hình muốn vẽ vào trang giấy bằng cách dùng các cái đường thẳng và chúng ta tính toán bố cục đặt cái hình vẽ đấy vào trang giấy cho nó cân đối trước. Cái hình mà chúng ta muốn vẽ sẽ nằm trong cái khoảng này đúng không nhỉ? Đó, bằng cách này thì các bạn sẽ không bị lệch bố cục, tức là cái hình vẽ của chúng ta sẽ không bị dồn quá sang bên trái hay sang bên phải. Nó sẽ được cân đối ở giữa cái tờ giấy. Nên là bước đầu tiên bao giờ các bạn cũng phải làm như vậy nhé. Sau đó chúng ta cũng chia các cái phần của cái bức hình mà chúng ta muốn vẽ. Từ phần đầu này, rồi phần thân này, chúng ta tính đến váy này, và từ váy xuống đến phần chân. Và tiếp tục trên phần đầu thì chúng ta sẽ tính toán cái phần trục của khuôn mặt này. Rồi trên phần thân thì chúng ta tính toán đến phần đường hướng của cái thân. Các bạn vẽ mờ đấy nhé. Tại sao chúng ta phải tính cái đường trục này là để chúng ta vẽ cho nó được đúng cái dáng chung của cái mẫu vẽ. Đúng nhờ, nếu mà chúng ta không làm như thế thì chúng ta sẽ có cái xu hướng là chúng ta đi vẽ cái hình, có nhiều bạn vẽ cái hình nó bị tách giữa cái phần đầu với phần thân với phần chân ấy, nó bị lệch nhau, nó không đúng thành một tổng thể. Thì làm như này chúng ta vẽ nó sẽ thành một cái tổng thể nhuần nhuyễn hơn. Thì khi vẽ được trục dọc như này rồi, chúng ta bắt đầu phác đến các cái chi tiết bằng nét thẳng. Ở trên phần đầu thì chúng ta sẽ phác này, chúng ta sẽ định hình cái phần đầu đó, chúng ta sẽ phác bằng nét thẳng trước. Đấy, chúng ta nắm bắt cái phần đầu gồm có phần tóc này, đấy, miệng này, mắt sẽ nằm trong khoảng này. Đấy, đây là cách chúng ta dựng trục và vẽ bằng đường thẳng, vẽ phác. Đến phần thân này, chúng ta bắt đầu phác theo, chúng ta nhìn vào cái hình mà chúng ta muốn vẽ đấy, sau đó chúng ta bắt theo dáng của cái hình đấy. Các bạn sẽ bắt dáng bằng nét thẳng trước nhé. Đấy. Đấy, chúng ta sẽ nắm được là chúng ta sẽ vẽ cái hình mà chúng ta muốn vẽ đấy nằm trong cái khoảng như thế này. Đấy, cái hình cơ bản của nó sẽ là như thế này. Đấy, sau khi đã dựng phác hình bằng nét thẳng thì chúng ta bắt đầu đi vào chi tiết. Chúng ta sẽ phác chi tiết bằng nét thẳng trước, sau đó bước cuối cùng là chúng ta sẽ sửa lại và hoàn thiện cái đường nét bằng nét cong. Thì chúng ta sẽ vẽ này. Cái họa sĩ vẽ cái bộ truyện tranh Conan thám tử lừng danh này, ông cũng dùng tương đối là nhiều các nét thẳng. Đấy. Các bạn bắt những cái hình đơn giản trước. Chúng ta vẽ phần cổ áo này. Những cái chi tiết mà dễ vẽ thì chúng ta sẽ dựng trước. Khi chúng ta vẽ phác thì chúng ta nhẹ tay thôi nhé. Bởi vì sau đó những cái nét này là chúng ta sẽ tẩy đi mà. Nên các bạn vẽ nhẹ thôi, mà khi các bạn vẽ nhẹ thì các bạn cũng dễ bắt được cái đường hướng của cái nét vẽ hơn.
Đó, sau đó chúng ta lên phần chi tiết ở trên khuôn mặt này. Các bạn vừa vẽ, các bạn vừa quan sát cái hình mà chúng ta phải thể hiện đấy. Phần tai này. Ở đây sẽ có tóc phủ xuống này. Phần này là phần tóc thì chúng ta cứ để tạm đấy đã. Sau đó chúng ta đến phần mắt này. Các bạn cứ bắt cái đường hướng lớn trước nhé. Mũi này. Miệng sẽ nằm ở đây này. Đấy. Đó, như vậy là chúng ta hoàn thiện cái hình phác, hình bằng nét thẳng. Sau đó các bạn sửa lại, hoàn chỉnh dần. Bắt đầu chúng ta sẽ tẩy những cái nét thừa này đi nhá. Những cái khung hình thừa này chúng ta sẽ tẩy đi này. Những cái hình mà chúng ta dựng khung ấy, các bạn sẽ tẩy đi. Kể cả cái phần vẽ trong này các bạn cũng tẩy mờ mờ đi nhá. Để chúng ta sẽ thay thế những nét thẳng này bằng nét cong để hoàn thiện cái hình vẽ nét sau. Các bạn tẩy và để lại những cái nét mờ mờ thôi. Sau khi đã vẽ nét hoàn chỉnh rồi thì chúng ta lại làm cho cô một bước mà cô vẫn hướng dẫn các bạn ấy, đó là chúng ta tô lại bằng cái nét bút đen lớn ấy để chúng ta cho cái hình vẽ nó được sắc nét. Thì trong quá trình tô này chúng ta chú ý là chúng ta vẽ thật là cẩn thận, bởi vì là cái bước này là chúng ta sẽ không thể tẩy được nữa rồi. Khi vẽ thì các bạn cũng lưu ý là chúng ta vẽ nó thay đổi cái nét đi. Có cái nét các bạn ấn mạnh, có cái nét các bạn ấn nhẹ thôi. Để chúng ta tạo cái độ mềm mại cho cái bức tranh của chúng ta. Cái này mà các bạn có bút chữ A đấy, các bạn vẽ này nó sẽ dễ hơn. Nhưng mà cô hướng dẫn các bạn thì cô phải vẽ cho nó đậm nét, nên cô phải dùng cái bút nét to này. Thì các bạn quan sát nó mới thấy rõ. Còn các bạn có thể dùng cái bút chữ A đấy, bút mực tàu đấy. Các bạn vẽ nó có cái sự thay đổi nét đây nhé. Có nét đậm, nét nhạt đi.
Như vậy là chúng ta đã hoàn thành phần nét cho bức tranh. Bây giờ chúng ta sẽ vào phần tô màu nhé. Đầu tiên chúng ta cũng tô phần da cho bạn đây nè. Cái màu da này nó tương đối là nhạt nên chúng ta tô thì chúng ta ấn mạnh cái tay vào. Sau đó chúng ta tô phần áo màu xanh lam. Áo và váy đồng phục của Gian đều là màu xanh lam hết. Sau đó chúng ta tô phần tóc của Ran là màu nâu nhé. Chúng ta sẽ đá màu nâu sang màu nâu đen một chút. Các bạn cứ tô màu nâu trước rồi chúng ta sẽ phủ thêm cái màu đen sau. Các bạn đẩy thêm cái màu đen vào cho cái tóc nó mềm mại hơn một chút. Có cái sự thay đổi thì nó sẽ đẹp hơn. Cảm giác nó sẽ sâu bức tranh hơn. Chúng ta tiếp tục tô phần giày màu nâu này.
Như vậy là cô đã hướng dẫn các bạn vẽ được bức tranh về Ran Mori, một nhân vật rất là đáng yêu trong bộ truyện tranh Conan Thám Tử Lừng Danh. Hy vọng các bạn thích cái video này và nhớ ấn like, bình luận cái nội dung mà các bạn muốn cô vẽ cho video sau nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.